Trời ơi mọi người ơi, nè lấy ra thấy nó bự nè, muốn bít cái lòng luôn rồi, muốn bít cái gập luôn rồi, nặng hả? Hey, chào mọi người nha, chào mọi người với lại kênh chúng mình. Hôm nay là sáng sớm nha mọi người ơi, và BCT với bé Quy sẽ đi con qua con đặt mấy cái lợp Quy? Dạ, 5 cái lợp. Hôm qua là bé Quy nó lấy 5 cái lợp đi đặt cống nhum đó, mà tại sao mà ngày hôm qua mình không dám quay cảnh đặt là anh chị em biết rồi đó, mỗi lần quay là nó không có dính. Bây giờ ngày hôm nay đi thăm mình mới quay đó, không biết có kỷ niệm không. Tại vì bữa hổm nghe nói cho cái giường sồi nè, cái giường mấy cái sồi nè, trụ cống nhum dữ lắm. Hai bê xe tơi qua bé Quy, bé Quy nên bé Quy đi đặt chứ bê xe tơi cũng không có đặt nữa, nó lấy 5 cái đi đặt ngoài ruộng nè. Lúa bây giờ cắt là chuột nó dòm lắm luôn, quá trời dấu chân chuột nè mọi người đó, cho mọi người xem nè. Trời ơi nè, coi mấy dấu chân chuột khủng khiếp luôn nè, đây nè, ở đây chắc chuột dữ lắm rồi. Tối nay hay đó, quên không nói rồi, đi đặt nhớ chỗ không Quy? Đó. Đâu? À. Đặt cống nhum về để nuôi hả Quy? Quy đặt gì nuôi nè mọi người, không biết bên này có dính không nuôi. Mỗi lần đặt là nó mèo lắm. Ê, ê dính nè kìa. Phan phan, cống nhum hay cống lan bự vậy? Gì vậy phan phan? Kìa. Nó khè hả? Khè, nó khè mọi người ơi. Nó khè. Trời ơi trời, giống như nó bự cái con trồn. Nó khè kìa. Ừ. Trồn gì đó. Nè. Nó có khè kìa. Ghê vậy. Kìa, cái đường mòn nó đẳng kìa. Đặt cái đường mòn dọc lại đấy hả? Dạ. Ôi có đặt trong đó không? Không. Trời ơi sao không đặt trong đó trời. Giờ phải đặt cái nhiều. Đấy, lượm lên đi, lượm lên đi. Ha. Dạ. Đây chú cầm cho, để con cầm cái cây. Không đưa con tay vô được nha. Đây nè. Đi vô nó út rồi, đi đi. Ồ cái mỏ đội cái mà ê mỏ cho. Trời ơi trong kia nhiều ghê không đặt trời. Nó chiều nay nó đặt. Không mà nói trước là nó không có. Không dính nó được chuột nó. Kìa. Ơi sao chuột này nhỏ. Ê. Kìa. Đang con nè, đặt hay vậy? Cống nhum. Cống nhum, ờ cái này cống nhum con. Kìa. Ồ. Hay dữ trời. Hai con không lẽ bữa nay hên vậy, rồi đi đi tiếp. Kìa kìa, hồi trước có con gái dính cái gì kìa. Trời ơi, đặt hay ngọt. Ờ đặt hay lắm nè kìa, đặt đường mòn hả Quy? Ồ chuột cơm. Nó dính được chuột cơm nè. Ngay đường mòn luôn. Đây đường mòn đâu nè. Đường mòn đâu? À. Đó hả? Ờ đặt hay đường mòn nha mọi người. Kìa kìa kìa, ôi trời, dính nữa hả? Kìa ngoài trước kìa. Đưa chúng cái này chú cầm phụ cho. Đưa cái chuột cơm đi. Trời hay thiệt, đặt bốn cái với bốn con này nghe. Cống nhum nữa hả? Dạ. Mọi người xem chú giò nè. Nè nó cắn cỏ nhầm hết trơn nè. Ồ dữ. Đây. Đây. Ồ đây nè mọi người cắn cỏ nè. Còn cái cuối cùng kìa, dính nó kìa. Vậy chạy chạy. Ôi không thể tin tưởng được. Kìa. 5 cái với 5 con luôn. Y trong phim đi trời. Thôi đi đi này ra luôn nè Quý. Có đường đi ra luôn kìa con. Ừ, đi đi thẳng đi kia ra. Trời ơi bé Quy lợi hại dữ vậy. Thôi giờ mình sẽ đem về nhà, mình sẽ thả nó ra mọi người ơi. Ơ con cống nhum bự này con nuôi luôn hay gì Quý? Ăn hả? Dạ. Nó bự quá. Nó bự quá sợ vô nó quýnh nó nhỏ mình phải không? Nó bự quá. Ồ, mọi người ơi đi nè. Ồ đây mới gì làm ha, tụi cống nhum đó nè. Rồi đi. Thôi chiều nay đi mua thêm mấy cái gập cống nhum, tại cống nhum mà mình phải đặt cái gập bự mọi người. Còn cái đặt cái mấy gập kia mình đặt hổm gài nó chỉ là gập nhỏ nè. Đặt con không đặt chục cơm. Vậy mà cũng dính con chục cơm, nó lấy 7 cống nhum, 7 là 7 cống nhum nè. Thôi ơi, 7 cống nhum được dính chục cơm. Chết rồi sao chú qua được Quy? Bố cái gách quần giống cái hởm nè. Rồi đó dưới cái quần rồi đó. Xém gách quần luôn. Dữ dội. Nên là mọi người thôi giờ mọi người để mình cầm về nhà xong rồi mình quay tiếp cảnh cái chạy nuôi chuột của bé Quy nha. Đây nè. Con đợi xuống đó Quy. Để 5 cái xuống. Để cái chuyện lặt cái phen lên là nó ra được. Ê ê, lặt ra.
tại vì mấy con chuột này cái loại xó nó yếu xìu à, mấy gặp này, nhưng mà nó được cái phen nó im, nó có cái phen. Đây là mọi người 5 con thấy chưa, đặt hay dưới trời rồi. Cái mấy con chuột của bé Quy nuôi hổm gài được bao nhiêu này, quá trời đông luôn kìa. Ô trời, quá trời luôn. Bữa nay có mấy con chuột mới gì à, mấy con chuột cũ nó làm li lị cho mọi người nào. Đó, nguyên chạy chuột của anh chủ chạy chuột. Nay nó đi bạc bẫy được thêm mấy con nữa. Coi nó xù gà lông luôn rồi. Đó, nhìn là biết chuột ăn giả liền ha. Nó khè. Còn ở bên kia là biết là chuột rồi. Chuột nhà rồi. Bên đây là chuột nhà nè, cho nó thì khô à. Đó, rồi bé Quy nó thả chuột vô hay là con vô lấy rác ra hả? Này lấy rác ra. Mình lấy ra. Ừ, đứng đó đi. Lấy mấy cái cụ bắp ra nè mọi người. Coi chừng đưa con giò cho ngay mấy chuột ở ngoài mới bắt về nó hụt nó quên. Lụm gác thì bỏ vô thao đi con đậu. Nó bay lại đâu? Nó bay lại con hả? Nó lục lục cái giò đó. Ừ ghê ghê. Chứ đừng đưa con giò vô nghe. À, vệ sinh chuột bỏ vô thao kìa cho dễ quý. Thôi giờ mình để từ từ cho nó ổn định đi rồi mình thả mấy ấy Quy ơi. Rồi mình thả mấy chuột này, thả cứ vô trời nó hết hồn. Nè, là phụ chú nè. Bụng này dễ rồi khỏi phụ. Mày chỉ cái khác thả mày ra nè, mày xuống nè. Xuống, ý. Ôi con này xuống kia bay lại liền. Rồi. Ôi trời ơi, con bự này nó ghê quá vậy, nó gần gần con giò. Nè mọi người này vậy. Bảy cũng nhâm là phải có cái phen nha. Chuột nó chảy huyết gì ra. Sao? Ghê vậy. Đã vô đây nuôi. Này cũng nhâm nó khôn dữ lắm. Để mình, con lấy bắp cho ăn đi con. Thôi khoan cho chuột ăn trước đi, cái trơn sao mình đang ấy chuột mà. Đó xong. Bọn chuột bự này à, chắc để ăn với mọi người ơi, tại nó bự quá à, mình đưa vô chung mấy chuột nhỏ nó lụm mấy chuột nhỏ mình hết. Chuột này để ăn nha mọi người. Rồi phá cửa lại đi con, lấy bắp vô. Lấy bắp để đồ vô cho nó ăn đi. Kìa bên hộp bụng đó đó. Để dưa leo nha. Tại vì mình không cho nó uống nước thì mình phải cho nó ăn dưa leo. Lột xong rồi bỏ vỏ đi, nó mới đi đổ lần một. Quá trời luôn nè. Còn mấy anh này làm gì đây mà bu bu lên đây. Nè, mấy này nữa, bu bu này ghê vậy. Ô, đừng cắn tôi nghe chứ. Cần hơn rồi, mấy anh này là mấy anh chuột nuôi. Mấy anh này là mấy anh chuột nuôi nha. Mày dám chống với anh này không? Dạ này bự kìa, này nó bự hơn chuột nuôi đó mọi người. Ôi trời ơi, chuột chuột nuôi, nó lại thấy ghê. Chuột ăn giả lại thấy ghê quá. Thôi để qua bên luôn đi. Nó kẹt luôn. Mấy anh này là mấy anh nuôi nha, cho nên là mình đút tay cho mình đựng mấy ảnh được. Lột mấy trái Quy. Cho nó ăn hai trái trước đi. Ừ, rồi, cột đi, bẻo rồi. Nhảy lên nè, nhảy lên bà Thương nè. Nhảy lên thương nhảy lên, nhảy đứng lên đây nè. Để đây nè nha. Ừ, để đây nè. Để đây nè, để đây đứng lên. Đứng lên. Hai tay đâu? Tay đâu? Đứng lên. Đứng hỏng lên coi. Ừ, đứng lên. Đó, người ta kêu để người ta quay phim bạn mà. Đây nè con ơi, đây nè. Mấy này toàn là chờ đực không mà bốn đực. Để mình để cho nó quen hơi nữa mình phối với mấy đó đó mọi người. Nhảy lên hiểu không? Chứ mấy chuột của mình nó mấy chuột này nè. Nó đi ra ngoài luôn cũng không sợ nữa mọi người nè. Mấy anh đi ra ngoài luôn mình cũng không sợ nữa. Anh đi ra, anh không có đi xa, anh ở nhà, anh đi vòng vòng nhà mà. Như anh này nè, thấy không? Đi đâu cũng không sợ chứ. Nhưng mà còn mấy anh kia đi là đi luôn á. Rồi, lấy dưa leo. Lại một trái bắp cho mấy anh bự này được rồi. Chiều chiều mình lấy thức ăn cho nó ăn. Nó phải đẩy lại luôn á. Mình đó phải cẩn thận rồi, bên đây thì không sợ. Sáng sớm mà đi thăm lợp với bé Quy. Ấy lẹ đi rồi gì hai chú cháu mình đi ăn sáng mọi người.
bu lại này cái chơi đó, hay chưa? Đây có ốc bu đen nè. Người ta ốc bu đen nữa nha. Có chơi ăn hả? Đó mọi người ghê chưa? Ăn chụp 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 chụp. Nhà chủ trang trại mà. Giờ cái chỗ nuôi cá của mình này thành cái trang trại của bé Quy rồi. Nhiều cái mối thôi khỏi khỏi đi con. Ấy lẹ đi gì con đi. Rồi đem cái này đem đi cho đưa mẹ con mặn đi. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở một video tiếp theo nha. Đây mọi người hóng mấy cái con chuột này nha, để hỏi ăn kìa. Có mấy chuột ăn giả không, có mình nó mới ăn. Ừ. Nhìn con này nó khác chuột cơm. Nó là chuột cơm mà, tại vì nó là chuột chuột đực. Yeah. Có ăn rồi mọi người nói không? Ừ, bốn anh em ta ăn hòa đồng với nhau không? Lâu lâu có con thằng nó cầm trái bắp nó chạy vòng vòng. Ê, cái thằng cốc. Chỗ của người ta nó dành, nó ỉ nó bự nhất trong tim. Nó dành. Nó không cho mấy thằng kia ăn. Ê, thằng Út nữa kìa, thằng Út nó dành nữa kìa. Chia nó chỉ đồng hành, đồng ý cho con cục bà. Ê, mấy thằng mày ăn kìa, thằng này đục nước béo cỏ kìa, kéo đi. Bây giờ nó bẻ ăn thẳng khúc được rồi. Thôi à, anh bốn anh em mày nghe, dành ăn nhau nghe. Ê. Thằng Út với thằng Cục, thằng anh hai với thằng em Út. Kìa mọi người ơi, cái thọt tay vô lấy bẻ ra đi cho đứa khúc Quy ơi. Đi lấy cái đây, chú lấy cái dao chặt ra cho đứa khúc đi chứ. Này con cặp con quay đi, để chú bẻ ra con đứa khúc đi. Trời ơi trời, sao con để lên vợ chú, lỡ nó có lụm chú làm sao. Nè anh em, này con cầm đi, chú lấy cái bắp chú bia chia ra làm bốn coi. Cầm qua cho chú rồi. Đừng có đợi cái tay vô ngay cái lỗ này, nó sẽ nói chuyện sẽ không nghe. Bốn anh em mày nghe nè. Nè, cứu đầu nè, ăn gì đâu mà dành ăn nè, tao lấy nè nó nè. Ê, tao lấy chứ không phải ai lấy. Nè một cục. Hai cục. Dạ. Làm 4 mới được. Để vậy là. Để nhà dành đi nè, nó thằng cục đó nè. Nhìn mấy con này giống như con heo. Mập. Kìa thằng cục hết trơn kìa, đây nè dành nữa nè. Ê kìa. Ta đưa thằng cục hết trơn rồi dành vậy đây nè con. Cái này lấy cái này nè. Nó gọi thằng cục đó, rồi thằng lấy cục đi. Kìa hai thằng kia ta biết lấy cục rồi, để tới cho ăn nhớ cái rút kinh nghiệm nha mấy con. Này mình cho con ăn đi đó, nó dành ăn với nhau, nó quách lộn nhau, cái nó bị ghẻ nha con. Ừ đúng rồi, nó yên lành này thấy không, cũng tại lỗi anh chủ không. Chủ Quy cho ăn nguyên trái bắp, nó dành lộn nhau. Anh chủ này không hiểu ý kìa đó, ừ đứa cúc gì đó. Vậy con hả, đi chơi hay gì? Khùng quá khùng mọi người, rồi chào tạm biệt mọi người nghe, chào mọi người đi Quy, chào tạm biệt mọi người đi con.